Xin chào các bạn, ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà gác lửng chi phí rất là rẻ, được thiết kế cho anh Danh tại Nghệ An các bạn nhé. Thì qua tìm hiểu thì anh đã chọn 2X để thiết kế cho anh một ngôi nhà gác lửng với diện tích theo ngôi nhà là 6, còn chiều sâu của ngôi nhà là 16m trên khuôn đất 7 x 20. Thì nhìn vào ngôi nhà ta sẽ thấy là phía trước được lợp ngói và phía sau sẽ là lợp tôn. Mái ngói thì sẽ xuôi về phía trước. Ở phần bên trái thì sẽ có cửa sổ lấy sáng, và phần bên phải thì nép vào hông của nhà bên. Phía trước sẽ có phần sân, đi lên 3 bậc, toàn bộ hệ cửa sẽ sử dụng là hệ nhôm sinh pha kính cường lực. Và ngôi nhà sẽ sử dụng toàn bộ là màu trắng sứ, rất là đẹp và sang trọng các bạn nhé. Với hệ màu này thì sẽ rất là bền theo thời gian. Bây giờ ta sẽ đi qua một số góc nhìn khác của công trình. Đây là góc nhìn phía trước công trình, đây là góc nhìn bên phải và bên trên của công trình. Ta sẽ thấy đây là hệ mái được dốc về phía trước và hệ mái dốc về phía sau, tách nước phía sau, và phần mái tôn trước. Bây giờ ta sẽ đi vào mặt bằng công năng của ngôi nhà. Với diện tích theo chiều ngang là 6m, còn chiều sâu của ngôi nhà là 16m, thì ta sẽ bố trí ở phần tầng 1 phòng khách có diện tích tương đương là hơn 2m2. Có bố trí hệ bàn, ghế, tủ ở khu vực phía bên phải và hệ tivi phía bên trái. Đi lên sẽ là cầu thang tầng lừng. Ở phần sau sẽ là bếp, bếp có diện tích rộng là 24m2. Bao gồm có bàn ăn, kệ tủ bếp và tủ lạnh. Phía sau sẽ là phòng ngủ, phòng ngủ có diện tích rộng là 16m2. Bên trong có bố trí là giường, tủ đầu giường, bàn ghế. Phía sau giường ngủ sẽ là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm. Có một lối tiếp cận đi về phía sau công trình. Tiếp theo sẽ là phần 3D của ngôi nhà. Thì đây là một điều mà anh Danh rất là thích ở HX, đó là kết hợp với công nghệ 2D và 3D, giúp cho chủ nhà và thợ thầy có thể quan sát và hình dung được bên trong ngôi nhà thì sẽ như thế nào. Rất là dễ hiểu, phải không các bạn? Các bạn sẽ thấy là phần phòng khách của ngôi nhà. Tiếp theo sẽ là phần phòng bếp và nhà vệ sinh kết hợp cầu thang đi lên lối gác lửng. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng 3D của ngôi nhà, rất trực quan như thế này. Tiếp theo sẽ là mặt bằng tầng lừng. Ở tầng lừng thì phía trước là ô thông tầng, phòng thờ có diện tích rộng là 10m2. Tiếp theo sẽ là hai phòng ngủ. Phòng ngủ trước rộng 12m2, phòng ngủ thứ hai thì rộng hơn là 16m2. Nhà vệ sinh là nép phía sau công trình, rất là gọn. Ở bên trong phòng ngủ thì bố trí là tủ đầu giường, giường 1m6. Đó là phần 3D bên trong của ngôi nhà. Các bạn sẽ thấy vừa rồi các bạn vừa xem qua một mẫu nhà được thiết kế cho anh Danh tại Nghệ An. Nếu các bạn yêu thích mẫu nhà này thì hãy liên hệ ngay với HX để được giảm giá 50%. Hoặc nếu các bạn yêu thích một mẫu nhà nào ở trên mạng và muốn HX thiết kế với giá ưu đãi nhất thị trường thì hãy liên hệ ngay với HX. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.